Xin chào mọi người, đây là kênh YouTube chính thức của MyDio, thế giới âm thanh và tri thức dành cho bạn. Video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cuốn sách có nội dung thiết thực. Thông qua đó, các bạn sẽ có được những lời khuyên hữu ích để sống và làm việc có mục đích hơn và hiệu quả hơn. Và đoạn trích sau chính là một phần đoạn rất sâu sắc mà mình muốn mọi người cùng biết đến và cảm nhận. Hãy cùng lắng nghe với mình nhé! Để bạn luôn đúng trong các cuộc tranh cãi và hòa giải mọi cuộc đấu khẩu bằng phương pháp thôi miên cảm xúc. Cách tốt nhất để giải quyết một cuộc tranh cãi chính là đừng chây chọi nó. Với phương pháp thôi miên cảm xúc, bạn sẽ dễ dàng hòa giải được mọi cuộc tranh cãi theo cách có lợi nhất cho mình mà không phải trực tiếp tham gia vào đó. Trong giao tiếp hàng ngày của con người, có 8 chủ đề nhạy cảm mà bạn luôn phải cẩn thận khi bàn luận. Đó là những chủ đề nói chuyện vừa hấp dẫn, nhưng cũng vừa dễ xảy ra nguy cơ chiến tranh nhất. Tôi gọi chúng là 8 chủ đề dễ gây bất đồng nhất. Nguyên nhân những chủ đề này dễ gây mất lòng là bởi phần lớn mỗi người chúng ta đều hình thành cho mình những quan điểm cố định và gần như bất biến về chúng. Khi tranh cãi, chúng ta có xu hướng mắt thì mở to nhưng não thì khép chặt để bảo vệ quan điểm của mình đến cùng. Kể cả khi bạn cay thắng, bạn cũng chẳng được lợi lộc gì mà còn bị sức mẻ các mối quan hệ. 8 chủ đề dễ gây bất đồng đó là 1. Tôn giáo, 2. Chính trị, 3. Gu thưởng thức cá nhân, 4. Ngoại hình, 5. Trình độ, 6. Quan hệ bạn bè, 7. Sự thành đạt, 8. Quan hệ máu mủ. Mỗi khi cuộc giao tiếp của bạn bắt đầu đụng chạm đến những chủ đề này, hãy làm theo 3 bước sau, rồi bạn sẽ có một cuộc nói chuyện suôn sẻ và hạn chế tối đa mâu thuẫn. Đầu tiên, xác định xem đối tượng giao tiếp của bạn đứng về phe nào. Điều này cần được áp dụng kể cả khi bạn trò chuyện với nhiều người một lúc. Kể đến, nếu bạn đồng ý với quan điểm của người kia, hãy thể hiện sự đồng tình của mình một cách tích cực. Nếu không, hãy mỉm cười và thể hiện quan điểm của mình một cách khiêm tốn, nhã nhặn. Cuối cùng, quay trở lại bước thứ nhất. Bước thứ nhất quan trọng là bởi nó đòi hỏi bạn phải tìm hiểu và tôn trọng quan điểm của đối phương. Nếu không làm được điều này, bạn sẽ đánh mất sự tôn trọng của đối phương dành cho mình, tự đưa mình vào những cuộc chiến không cần thiết, hành xử xấu tính và hủy hoại luôn khả năng thuyết phục của bản thân. Khi bàn luận về những chủ đề nhạy cảm trên, hãy nhớ rằng cả thái độ và quan điểm của bạn lẫn đối phương đều là những thành kiến cá nhân. Chúng có giá trị như nhau, cũng như khả năng gây tổn thương ngang nhau. Lý sự với thành kiến giống như chiến đấu với một cái bóng. Midway từng nói, điều đó khiến cho người lý sự càng lúc càng tổn thương và hao mòn trong khi thành kiến kia vẫn trơ trơ. Khi bạn cảm nhận được mâu thuẫn manh nha, hãy ngay lập tức đổi chủ đề bằng những câu hỏi có định hướng. Và hiển nhiên, đừng dại gì chuyển hướng sang một đề tài dễ gây bất đồng khác. Làm thế chẳng khác nào đã nhức đầu mà còn cố mang giày chật. Bạn không hề làm chịu cơn đau đầu mà chỉ chuyển nó từ đầu xuống chân thôi. Hãy thay đổi đề tài bằng những câu hỏi dẫn dắt thích hợp. Bạn đã biết những lợi thế giao tiếp của việc đặt câu hỏi. Hãy áp dụng 6 nguyên tắc đặt câu hỏi thôi miên được trình bày ở chương trước để chúng giúp bạn có một cuộc trò chuyện suôn sẻ trơn tru. Hãy như một con cú. Cú thường được người phương Tây cho là loài vật khôn ngoan bởi chúng luôn tỏ ra khôn ngoan và chỉ phát ra tiếng kêu khi cần. Giờ là lúc tôi chia sẻ cho các bạn cách áp dụng kiến thức thôi miên cảm xúc để xử lý 8 chủ đề dễ gây bất đồng nhất. Trên cơ sở bộ tứ tự huyệt cảm xúc, tôn giáo và quan hệ máu mủ là hai lĩnh vực nằm giữa bản thân và danh tiếng. Chính trị, gu thưởng thức cá nhân và ngoại hình thuộc phạm vi danh tiếng. Và cuối cùng, trình độ, quan hệ bạn bè và sự thành đạt cũng gắn liền với danh tiếng. Bạn thấy điều thú vị ở đây chưa? Cả 8 chủ đề dễ gây bất đồng đều liên quan đến tự huyệt danh tiếng của con người. Do vậy, nếu bạn có ý định gây sự với ai đó, trước đấy hãy nhớ mỉm cười và hỏi họ rằng bạn nghĩ như thế nào hoặc cảm nhận của bạn ra sao về vấn đề này. Tại sao ư? Bởi vì những chủ đề nói chuyện nhạy cảm đó có thể đồng chạm đến quan điểm cố hữu và thế diện của người nghe. Những thứ gắn liền với tự huyệt danh tiếng của họ, nhất là khi chính bạn là người chủ động đặt vấn đề. Khi đó hãy lưu ý những câu trả lời của người nghe, vì chúng sẽ phần nào tiết lộ quan điểm và góc nhìn của họ. Từ đó bạn so sánh, đối chiếu với quan điểm và vị trí của chính mình để có thể diễn tiến cuộc trò chuyện suôn sẻ hơn.
thực tế có vô số đề tài tưởng chừng nho nhỏ nhưng có thể khiến một cuộc trò chuyện đang bình thường bỗng dưng thành đấu khẩu hoặc thậm chí ẩu đả ngoài tám chủ đề dễ gây bất đồng nhất mà tôi vừa nêu. Chuyện tiền nông là ví dụ. Tiền vừa là khao khát, gánh nặng, nỗi sợ của tất cả chúng ta, vừa là nguyên nhân chính của nhiều sự cãi vã xung đột. Tuy nhiên, một khi bạn áp dụng khéo léo 6 nguyên tắc đặt câu hỏi thôi miên mà tôi vừa chia sẻ ở chương trước, bạn sẽ có thể giao tiếp và bàn bạc vấn đề tiền bạc một cách dễ dàng và thoải mái hơn nhiều so với 8 chủ đề gây bất đồng mà tôi đã thống kê. Tương tự, 6 nguyên tắc đặt câu hỏi cũng sẽ giúp bạn giải tỏa những vấn đề về tình yêu, tình dục và sự hài lòng một cách dễ dàng một khi bạn sử dụng chúng thành thạo. Rơi vào một cuộc tranh cãi quả thực không dễ dàng gì, nhưng giải quyết cuộc tranh cãi sao cho êm đẹp còn khó khăn gấp bội. Sau đây là danh sách một số câu nói phổ biến có thể châm ngòi cho cãi vã và đấu khẩu thuộc 8 chủ đề dễ gây bất đồng nhất. Tôi gọi chúng là những cái bẫy giao tiếp. Trong giao tiếp hàng ngày của con người có hàng hà sa số những cái bẫy như thế này, và chúng hoàn toàn có thể vượt ra ngoài 8 chủ đề nhạy cảm kia cũng như ngoài sức tưởng tượng của bạn. Chúng gây ra những xung đột cá nhân, sức mẻ tình bằng hữu, sụt giảm doanh số kinh doanh, sự căm ghét và hận thù, những cuộc chia tay, ly dị và cả những vụ mưu sát. Hãy hạn chế tối đa những câu nói kiểu này trong giao tiếp nếu bạn không muốn cái miệng làm hại cái thân. Chúng là những câu nói thôi miên cảm xúc nhưng lại theo cách tiêu cực, làm tổn thương người đối diện thay vì giúp họ cảm thấy tốt đẹp hơn. Bạn có thể dễ dàng xác định được những tử huyệt cảm xúc mà chúng nhắm đến như sau. Anh đã thay đổi quá nhiều, không còn là anh mà em từng biết nữa. Bản thân và danh tiếng. Em ước gì anh biết tiết kiệm tiền dù chỉ là một lần. Tiền bạc và danh tiếng. Jen, bà làm gì mà cứ phải giấu mấy sợi tóc bạc như giấu vàng vậy? Bản thân danh tiếng. Mày đúng là thằng keo kiệt, bủn xỉn nhất tao từng biết. Tiền bạc và danh tiếng. Cái áo mà mình tặng bộ hôm rồi làm mình chế túi luôn đó. Mình tưởng bộ phải trân trọng và mặc nó thường xuyên hơn chứ. Tiền bạc và danh tiếng. Mặt bà có nếp nhăn kìa, không soi gương à? Bản thân và danh tiếng. Chú em mày không để cho người khác được ngóc đầu lên kiếm cơm hay sao? Tiền bạc và danh tiếng. Những ý tưởng này dị hợm quá, tôi không thích. Tình yêu, trải nghiệm mới. Cẩn thận nhé, mình nói có sách mách có chứng đó nha. Danh tiếng. Ồ, anh bạn bát của tôi ơi, anh bị hói đến bóng loáng cả đầu rồi kìa. Bản thân và danh tiếng. Biển, đây không phải việc của mày. Danh tiếng. Tiền quan trọng với em đến thế sao? Tiền bạc. Lẽ ra tôi không nên đồng ý kết hôn với anh. Tại sao lúc đó tôi ngu ngốc thế này hả trời? Tình yêu và danh tiếng. Anh có biết mình sẽ tốn cả thảy bao nhiêu tiền nếu theo đuổi chủ kiện này? Tiền bạc. Cưng đúng là vô dụng thiệt. Ngày này qua ngày khác, chỉ làm mỗi một công việc đơn giản mà cũng không xong. Tình yêu, trải nghiệm mới và danh tiếng. Cô yêu cái gương hơn yêu tôi. Danh tiếng. Mình thấy mẹ của bộ bèo lắm, không mặc được mấy kiểu áo len bó chật này đâu. Bản thân và danh tiếng. Cưới anh ta, bộ sẽ chẳng được lợi lộc gì đâu. Bản thân và tình yêu, lời hứa hẹn tương lai. Con có bị bất thường gì không? Trong khi mấy đứa bạn gái của con có bộ hết trơn rồi, con làm gì mà đào mái không ra một thằng? Tình yêu và danh tiếng. Sao anh cứ mở miệng là công việc và công việc vậy? Danh tiếng. Làm thế con sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được đâu. Bản thân. Chắc tại họ thấy cái mặt mốc của bà nên mới chặt chém đó. Tôi cũng mua y chang bà, mà được tính rẻ hơn đến 10 đô nè. Tiền bạc và danh tiếng. Trên đây là vài trong số những cái bẫy giao tiếp có thể khiến một cuộc nói chuyện đang yên lành thành chiến trường ngay tức khắc. Hãy luôn cố gắng điều khiển những cuộc giao tiếp của bạn tránh khỏi những cái bẫy này. Nếu không, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn bạn tưởng đấy. Còn nếu bạn cứ tự đâm đầu vào các cuộc tranh cãi, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu sức khỏe và tinh thần của bạn càng lúc càng sa sút. Khi đó bạn sẽ luôn có chuyện để than vãn, trách móc bất kể người khác có gây chuyện với bạn hay không. Chưa kể những sự bực bội cứ quanh quẩn trong tâm trí khiến bạn mất tập trung, dễ gây sai sót hoặc tai nạn trong công việc như là đống đinh dầm vào ngón tay, té cầu thang, vấp ngã trên đường, lái xe bất cẩn, nói chuyện không đầu không đuôi với sếp, hoặc thậm chí là ăn đậu phộng bằng dao mà không để ý.
bạn nên làm gì khi chính mình bị đánh trúng tử huyệt và tổn thương? Thứ nhất, nếu bạn đã rời khỏi kẻ đã chọc tức bạn, đừng cố khơi gợi hay kích động lại chuyện bực mình. Hãy làm một việc gì đó khác để xua tan những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén. Chuyện nhảm cũng được, chẳng hạn như vỗ tay 10 cái thật mạnh. Những thú vui giết thời gian như tập thể dục, tản bộ, thổi kèn hoặc đếm cừu có thể giúp ích. Hoặc tìm đến một người bạn thân mà bạn hoàn toàn tin tưởng để tâm sự với họ. Nhiều khả năng là họ cũng chẳng thể tập trung nghe hết câu chuyện của bạn đâu. Nhưng điều đó không quá quan trọng, vì ưu tiên của bạn lúc này là xả xú bắp. Thứ hai, nếu bạn vẫn phải ở gần kẻ vừa chọc tức bạn, cần gì phải tự làm tổn thương mình thêm bởi một xích mích có thể hòa giải được. Hãy yêu thương bản thân mình trước bằng cách vượt qua mọi chuyện, lấy lại huyết áp và nhịp tim bình thường và sử dụng phương pháp thôi miên cảm xúc. Tranh cãi là hậu quả của sự bất đồng. Do vậy, cách tốt nhất để không xảy ra tranh cãi chính là hãy đồng tình với đối phương. Hãy nói, anh nói chính xác một cách thật lòng. Khi đối phương tranh cãi, trách mắng, phê bình, sỉ vả hay hạ nhục bạn, họ làm thế vì động cơ cảm xúc cá nhân chứ chẳng phải vì sự bất đồng quan điểm. Chính tự huyệt danh tiếng thúc ép họ phải giữ thể diện, thể hiện quy quyền trước mặt bạn và làm ra vẻ họ mới là người đúng. Chính vì vậy, cách hòa giải cũng đơn giản thôi. Hãy thể hiện sự đồng tình với anh ta, hãy nói rằng anh ta đúng. Sao? Bạn cảm thấy kỳ cục khi thừa nhận anh ta đúng chứ gì? Mặc kệ, hãy làm như thế đi. Trừ phi đó là một mâu thuẫn hoặc tranh chấp có liên quan đến pháp lý, chìa khóa hòa giải ở đây vẫn là một sự nhịn, chính sự lành. Giải pháp này tốt và có lợi hơn cho bạn về mặt cảm xúc. Cách giải quyết vấn đề này đồng thời giúp bạn duy trì mối quan hệ giữa hai bên, giữ gìn hình tượng và bảo vệ sức khỏe bản thân, cả về thể chất lẫn tinh thần. Không tin thì cứ thử đi. Đó chính là bí kíp để bạn chiến thắng mọi cuộc tranh cãi, hòa giải các cuộc đấu khẩu và rèn luyện cho mình kỹ năng ứng biến khôn khéo hơn. Cách tốt nhất để bạn rèn luyện kỹ năng vô cùng cần thiết này chính là tôn trọng quan điểm của tất cả mọi người, kể cả khi bạn không đồng tình với họ. Rồi bạn sẽ thấy sự tôn trọng giúp bạn được nhiều hơn mức, và những người mà bạn giao tiếp cũng sẽ đáp lại sự tử tế của bạn một cách xứng đáng, vì họ cũng là một con người có cảm xúc giống như bạn vậy. Và đoạn trích vừa rồi chính là một phần trong nội dung cuốn sách đang được phân phối audio tại MyDio. Nếu bạn có hứng thú với cuốn sách, mời bạn tìm nghe trọn bộ nội dung tại mydio.vn. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho MyDio một subscribe để mình giới thiệu đến mọi người thêm nhiều cuốn sách hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng.